Cảm ơn Mastercard đã đồng hành cùng 9PM với công nghệ tiên phong và giải pháp sáng tạo giúp tạo ra những trải nghiệm thanh toán an toàn, dễ dàng và những khoảnh khắc vô giá. Ngoài ra, chương trình còn tài trợ bởi các thương hiệu Good Food, Tanqueray, Johnny Walker, San Pellegrino. Chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình 9PM Cháo Bar Pha Chế thuộc khuôn khổ Flavor Việt Nam và tôi là Leo, đại sứ thương hiệu của Diageo Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một quán bar khác, đó chính là The Viking Bar. Nào, đi thôi. Hello Trường. Oh, hello anh. Trời ơi, lâu quá không gặp, khỏe. Đã được cả năm luôn rồi đó. Trời đúng rồi, lần cuối gặp anh là đợt thi World Class đúng không? Đúng rồi, là đến khoảng chừng tháng 4 năm 2021 vừa rồi. À, trời ơi, lâu quá. Ồ, mình qua năm 2022 rồi ha. Sao, mọi thứ sao? Cái hoạt động trở lại thì quán mình tốt không em? Thì cũng có khó khăn thời điểm dịch thôi, nhưng mà bây giờ thì tụi em nghĩ là em cũng đã trở lại phần nào đó bình thường rồi. Anh có một cái thử thách để gọi là để giữ lửa cho các bạn và để cho các bạn có một cái trải nghiệm nào đó nó thú vị hơn và nó mới mẻ hơn. Đó là cái thử thách gọi là trong cái chương trình 9PM thuộc cái khuôn khổ của là Flavor Việt Nam, thì thử thách có tên là Tráo Bar Pha Chế. Trường sẽ đi đến một cái quán bar khác, gặp một cái bạn bartender chính ở đó và Trường sẽ vào trong cái quầy bar đó và Trường sẽ tạo ra một món cocktail từ Johnny Walker Black Label hoặc là Tanqueray No. 10. Mà cái món cocktail đó Trường nghĩ là nó đại diện cho cái không khí và cái cảm nhận của Trường về cái quán đó. Em làm thấy hơi bị được luôn á. Ok, vậy thì chấp nhận thử thách ha, mình chơi thôi. Ok, chơi, đi. Hello Trường. Hello, em anh Phúc. Dạ cũng khỏe anh ơi. Hôm nay cơn gió nào thổi em tới in the mood vậy? Em nhận được một thử thách từ anh Leo, đó chính là hôm nay em sẽ đến cái quán bar này để em làm một ly cocktail mà qua đó có thể thể hiện tốt nhất cái concept của in the mood. Thì không biết anh có thể giải thích cái concept đó cho em rõ ràng hơn được không? Thì về concept in the mood á, thì in the mood được lấy ý tưởng từ hai thứ. Thứ nhất là từ một bộ phim của Vương Gia Vệ tên là In the Mood for Love. Thứ hai nữa là từ một bác tiểu thuyết gia người Nhật tên là Haruki. Đó, thì nó sẽ pha trộn giữa cái phong cách hiện đại và cổ điển. Thì In the Mood đây của tôi nghĩa là tôi sẽ đi nuông chiều cảm xúc của khách hàng. Ok, em nghĩ là em có thể pha được cái ly đó rồi đó. Ok. Ok, thì em cảm thấy In the Mood là một cái quán bar pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Em muốn làm một ly cocktail classic. Classic. Nhưng mà thêm vào đó một chút gì đó hiện đại. Nói về Johnny Walker Black Label thì không thể nào mình không nói tới một ly highball. Và em nghĩ là nếu mà một tối nào đó em buồn em tới đây em cũng sẽ muốn uống một ly highball. Hơi khói nhẹ, su dê cũng bật nhẹ lên, xong rồi xíu xài chết của grapefruit không ta? Grapefruit với lại rosemary. Anh cảm thấy một số cái gì đó nó cổ điển nằm trong đây, ví dụ như là su dê. Ngoài ra thì mình sẽ có black label, cũng khá hay về cái chuyện mà đẩy được cái mùi của khói plain scotch lên á. Nó khá là hiện đại. Ok, anh cảm ơn em. Ok. Sau khi uống xong á, anh thấy cái ly này trên thang điểm từ 1 đến 10 anh chấm bao nhiêu? Anh chấm 11 được. Thì ok, thì đối với anh uống cái style highball cho nó sẽ khá là light và nó đặt nó đổi là vị rượu lên, thì cái này nó kiểu là nó sẽ có vừa có nó hòa quyện rất tốt giữa black label với lại một số cái hương liệu của em bỏ vô á. Anh nghĩ khá tốt, đây là 9/10 như em nói. Thì nếu mà anh thấy cái thử thách này nó hay á thì bây giờ anh em mình qua một quán bar tên là Madame Q gặp một bạn bartender tên là Alex và mình sẽ làm tương tự. Ok, anh chưa qua 3 năm kêu bao giờ nhưng mà... Em cũng vậy. Ok, đi không? Cũng đang để thử. Ok, đi. Đi mày. Đi.
Thôi relax. Lô anh. Ok, hello. Tình yêu to lớn nào đẩy anh tới Madam Kim ngày hôm nay? Để em đoán nha. Tình yêu của quán em đúng không? Đúng rồi, tình yêu với em nữa. Thật ra là hiện nay đang tới đây để làm cái, anh nhận cái challenge tới trường là một cái ly nước mang style của Madam Kim. Thì em có thể nói cho anh chút xíu về cái Madam Kim được. Ok, Madam Kim của tụi em là một quán bar đi theo kiểu style rất là châu Á. Thì cái style tụi em đang hướng theo là từ cái năm 1930 tới 1940. Thì nó là những cái kiểu như là hoài cổ về cái phong cách châu Á vậy đó. Thì tại sao lại là cái tên Madam Kim? Thì Madam Kim là tên của cái người trong tranh ở đây. Thì cái người trong tranh này tên thật của người đó là Nicho. Thì bà có biệt danh là Margaret Cho. Thì bà này á, thì hồi trước á, bà sinh ra ở Thượng Hải. Anh hiểu không? Thì khi mà bà lớn lên ở Thượng Hải xong khoảng một thời gian sau thì bà đã di chuyển tới Thái Lan. Thì ở cái Thái Lan vào cái thời điểm đó bà tìm được một cái hầm quốc phiện. Cái câu chuyện nó rất là hay ở chỗ đó là khi bà thấy cái hầm quốc phiện xong bà quyết định bà cải tiến cái hầm nó thành một cái quán bar luôn. Thì một thời gian sau thì bà move về Việt Nam, bà sinh sống ở đây. Thì ở đó bà có một cái người chồng tên là Kriu. Thì vào cái lúc đó bà lấy được cái người chồng này và do bà này bà quá giỏi đi cho nên người đời người ta ca tụng bà với cái tên là Madam Kim. Quán bar này là cái anh chủ, cái người thiết kế ở đây là anh Fabian, thì anh mất tới kiểu là một năm để thi công và thiết kế luôn. Nhớ trong vòng một năm chỉ để ngồi và lên ý tưởng và thiết kế thôi, để ra một cái quán bar kiểu như là nó mang phong cách châu Á, như kiểu là mọi người khi mọi người đi lên đó mọi người sẽ thấy như là nó có những cái nét trong châu Á của mình, như là bậc thang đúng không, phải là bao nhiêu bậc đúng không, hay là quầy bar tại sao, hay là tại sao nó lại như vậy, tại sao lại có hai cái cột này ở đây, tại sao lại có những cái đèn, thì nó là phong cách kiểu okay. Rất là okay. Châu Á. Okay. Nắm được sơ sơ cái phần này rồi đúng không? Vô đi anh. Ok anh. Do it. Thì hôm nay sử dụng tăng Kira 10 ha. Anh sẽ làm một cái style. Anh nghe nói Madam Q hồi trước bả là chỉ là một gián điệp đúng không? Khi hồi nãy em có nói với anh là bả sinh ra ở Thượng Hải, sau đó đúng không? Thì bả sau này bả mua về Thái Lan. Thì cái lý do mà bả mua về Thái Lan đó là do đúng rồi, lúc trước bả là một người gián điệp. Nhưng mà khi mà bả bị phát hiện xong rồi bả phải chạy về Thái Lan. Sinh sống ở đó. Thử thì hôm nay anh sẽ làm một cái style nó mang phong cách giữa hai món là Martini và Vesper. Làm Martini này nhưng anh xét giống Vesper. Này giống như kiểu James Bond của châu Á đúng không? Đúng rồi, đó kiểu đó đó. Ở trong vermouth của anh có 3 thành phần chính. Thứ nhất là một loại vermouth, một loại dry vermouth anh sử dụng. Thứ hai nữa là nước thì là dùng cái máy microsonic đánh thì là chung với nước. Cái mùi thì là cộng mùi vermouth nó sẽ cho ra cái mùi, không biết là đúng hay không, nhưng mà nó sẽ có mùi floral khá mạnh, tạo cái vẻ rất là sexy quyến rũ. Rồi sau đó trong đây nó sẽ có thêm một thành phần nữa là nước ổi mà anh lọc trong suốt, tăng cái vị fruity lên khá nữ tính. Anh nghĩ là giống Madam Kim, nhưng mà bay là Martini, bay là gin nên sẽ rất là kiểu mạnh mẽ. Kiểu vừa mạnh mẽ vừa nữ tính luôn. Đúng rồi. Kiểu James Bond châu Á như đó, đó là Madam Kim đúng không? Nhưng mà female style. Female style. Ok, last but not least là cái vỏ chanh vàng. Okay. Tạo tương. Em thấy món này sẽ best selling anh. Tại vì em theo em nhớ thì những thời gian gần đây thì mấy bạn nữ không còn uống chua ngọt đâu. Giờ mấy bạn nữ toàn uống strong không. Giờ chỉ có đàn ông mình quay về uống chua ngọt thôi anh. Đúng rồi. Như anh uống là mocktail luôn rồi đó. Rồi em uống Coca-Cola luôn. Ok, anh gửi ha. Để chưa, mời chưa. Ok. Em thử uống thử rồi cho anh biết đánh giá này. Hợp với cái style này không? Ok, lấy xuống thử đi. Thấy sao chưa? Nghĩ gì này có vấn đề á. Vấn đề không? Dạ. Là quá ngon. The best. Nó thì kiểu như là nó rất là smooth mà nó rất là mạnh mẽ luôn. Cái họng nó kiểu có cái floral. Em nếm được bưởi luôn nha, em nếm được bưởi luôn nha. Ừ, có vị của như kiểu có cái một ít xíu của cái Hy Lạp trong greeny xong rồi kiểu herbal taste. Kiểu rất là greeny. Ok. Ở trường này thì cái ly nước của anh sẽ hợp khách hàng hoặc là nữ nam hoặc là phân khúc khách hàng như thế nào? Em nghĩ là cái ly này nó có thể cũng có thể hợp với mấy bạn nữ. Thì như Alex nói, thời gian gần đây rất nhiều bạn nữ uống những ly mà nó spirit forward hơn là fruity. Nhưng mà nó cũng có một số note mà nó rất là nữ tính. Còn em nghĩ sao Alex? Em nghĩ ly này sẽ là một những ly kiểu best selling với những bạn nữ. Ví dụ như bạn nữ mà muốn uống cái gì đó kiểu như là
không chua mà ngọt mà hơi nặng tí thì ly này là có thể là lựa chọn đầu tiên mình có thể đẩy ra được cho họ luôn. Nice. Có thể ly bắt đầu luôn đúng không? Bắt đầu kết thúc luôn anh, hoặc là bắt hoặc là từ đầu tới cuối luôn. Ok. Trong dân gian, trong châu Á của mình, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn, tượng trưng cho một cái gì đó nó có rất là năng lượng. Anh như nó nói như vậy thì đó lý do tại sao mà cái màu chủ đạo của tụi em ở đây muốn đi nó là cái tông màu màu đỏ. À, nếu mà Trường bây giờ quay lại quán của Madame Kiều đi, thì khi mà Trường quay lại thì Trường sẽ mang cái mood như nào để uống trong cái quán đi. Thì hồi nãy ở in the mood đó thì em nói có thể là những ngày nào nó buồn bã thì mới thể em tới đó. Còn ở Madame Kiều thì có thể là một việc đó đặc biệt, hoặc là khi mà trong lòng em cảm thấy vui thì em mới thể tới đây. Bởi vì em cảm thấy cái phong cách nó hợp với tâm trạng mình đang vui, mình đi uống hơn. Do quán mang tới hay do Alex mang tới em? Cả hai. Cái điều đó là lòng Alex ấm rồi. Chính xác. Thì đó cũng là cái phong cách phục vụ của tụi em ở đây. Thì cái phong cách phục vụ của Madame Q và của tất cả những người nhân viên đại diện ở đây luôn á, thì tụi em muốn đưa cái hospitality tốt nhất tới người khách hàng. Khi mà nghĩa là khi mà họ bước vô quán đúng không, họ phải cảm thấy ok, mình ngồi với cái quầy bar này mình phải enjoy nó, mình phải thực sự mình thích nó. Và em muốn khách hàng phải có cái năng lượng để họ enjoy những cái đó nữa, anh hiểu không? Và những cái năng lượng sẽ được đưa tới thông qua một ly cocktail. Thì ly cocktail nó cũng chỉ là một trong những thứ thôi, mà sẽ thông qua cách phục vụ, thông qua cách trò chuyện, thông qua những cách mà tụi em chăm sóc khách hàng đặc biệt nữa. Okay. Nhưng mà anh kêu là bring the best đúng không? Anh kêu thật sự là the best rồi. Bring the best. Còn bên anh sẽ là chiều chuộng. Chiều chuộng. Anh vuốt ve mọi người. Yeah, anh buồn, yeah. Anh làm cho buồn thêm kiểu vậy. Còn Trường sao ta? Trường bên em là mang cái gì? Mình... Yeah. Vậy thôi bây giờ mình qua bển mình find out đi Trường. Ừ. Thì mình qua bển mình mới biết được chứ. Đúng rồi. Phải không? Vậy thôi giờ anh có thắc mắc tò mò chị. Let's go. Ok. Bây giờ quầy bar Perkin là của Alex ha. Mời Alex bro. Vào pha nước luôn. Rồi dạ, Alex giờ đã sẽ vô luôn đúng không? Rồi. Ok, vậy mời khách hàng ngồi. Giờ Trường có thể giới thiệu sơ qua về Perkin cho Alex biết hay mà Alex đi phút lên để biết. Ok, thì Perkin á, thì cái từ Perkin ở trong thế giới whisky nó là chỉ định lượng nhỏ nhất, định lượng của cái thùng gỗ nhỏ nhất dùng để ủ whisky. Thì cũng giống như cái quán bar này cũng chỉ là một cái quán bar nhỏ thôi. Nhưng mà quán bar càng nhỏ thì bartender mới có thể thân thiết với khách hơn, take care khách tốt hơn. Chủ yếu Perkin là như vậy. Nghĩa giống như kiểu speak easy hả ta? Hay là hidden bar? Tụi em thì nó cũng theo một xíu phong cách speak easy. Cái từ. Bởi vì nếu mà thường thường là bên In The Mood của Phúc Lê á, là sẽ có xoa khách đúng không? Còn bên Alex là sẽ có truyền năng lượng cho khách gì, bên Perkin mình có từ gì riêng vậy đó không? Thì tụi em sẽ chịu khách mình khách ẩm. Thích uống cái gì thì mình làm cái đây đó. Mình ẩm khách đúng không? Đúng rồi. Ok, hello mọi người. So giờ Alex sẽ bắt đầu phải chế món cocktail của mình ở đây nha. Thì món cocktail của Alex ở đây thì nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì hết. Thì trước tiên sẽ là rượu Johnnie Walker Black Label. Thì Alex cũng không cần phải giới thiệu quá sâu gì nó đúng không? Thì nó là một rượu Glenlivet Scotch rất là nổi tiếng rồi. Thì một năm với 130 triệu chai được bán ra trên toàn thế giới thì mình không phải bàn cãi gì về cái độ nổi tiếng và cái độ hot của nó nữa. Nhưng mà mọi người có biết câu chuyện kiểu là chuyên sâu về cái rượu này không? Câu chuyện thì không hả? Mời Alex kể. Thì có cái câu chuyện á, là mọi người biết thường những người họ bán rượu á, phải 18 tuổi trở lên. Thì cái ông Johnny này á, cái câu chuyện vui của ổng á là năm ổng 14 tuổi là ổng bắt đầu ổng làm trong cái shop rượu đó rồi. Nói không biết cảnh sát hồi đó là xưa như thế nào, nhưng mà nếu là Alex thì tất nhiên là phải bắt rồi đúng không? Đúng rồi. Thì đó, thì nhưng mà với cái tài năng của ổng á, thì hiên bẩm á, vì những cái khẩu vị của ổng thì sau này ổng blend những loại whisky cho ra những chai tốt nhất. Nhưng mà Johnnie Walker thực sự mới bùng nổ vào cái thế kỷ 20 khi mà con ổng á, hay là con cháu đời sau của ổng là Georgie với Alexander bắt đầu bước lên và take over mọi thứ, thì bắt đầu mới đưa tên tuổi của Johnnie Walker lên một tầm cao mới. Thì cái hình tượng mà cái người đàn ông nghe cái chai rượu ở đây nè, người đàn ông này á là do một cái họa sĩ, một người họa sĩ tên là Tom. Thì ông ấy là người đã vẽ ra được cái hình ảnh huyền thoại này cho tới ngày hôm nay, thì nó đã lưu truyền đến ngày hôm nay. Thì món cocktail của Alex sẽ có là Johnnie Walker Black và sẽ có thêm cacao,
bột 10k và một ít xíu hương bạc hà, cộng với ít xíu, cộng với một ít acid malic là một loại acid kết tạo chua tới từ táo, thì sẽ cho mọi người cái độ refreshing, độ fruity, cái độ chua ngọt. Thì Alex là một người rất là thích uống những cái loại cocktail chua ngọt. Đó là lý do tại sao Alex lại thích pha những cái ly mà chua ngọt như thế này. Vậy là cái style cái này là skill khác xa old fashion với lại whiskey sour hay sao? Nó sẽ, đúng rồi, nó sẽ, thật sự là nó sẽ giống như phiên bản của New York sour một tí. Thì lý do tại sao thì một tí nữa Alex sẽ giải thích cho mọi người biết là tại sao nó lại giống cái phiên bản của New York sour. Kiểu là Alex cũng đã biết tới Forking một thời gian kiểu rất là lâu rồi. Alex cũng có hay qua. Thì bây giờ để được qua lại đứng nhau vậy thì nó là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị. Bây giờ Trường có thể kể thêm về lịch sử hình thành của nó cho mọi người đang nghe được không? Thì Forking nó được thành lập bởi một một nhóm bạn thân. Thì Andy, Christy và Chris là ngày xưa là họ chơi thân với nhau. Và cái quán đầu tiên mà họ lập trên mặt đường mặt hiện bữa này chính là The Racha Room. The Racha Room thì cái đó là ý tưởng của Christy và anh Chris. Còn cái quán tiếp theo là Stalker ở dưới đây, số 40. Thì cái đó là ý tưởng của anh Chris nhiều hơn. Thì anh đi sau khi mà du lịch thế giới nhiều rồi đó, thì anh rất là ấn tượng những cái phong cách quán bar mà theo kiểu bespoke, là theo kiểu như khách thích uống, kiểu là khách thích uống sao thì mình pha giống vậy. Cho nên ảnh mới lấy cái ý tưởng đó, anh về đây anh mở một cái quán Perkins. Và anh cũng là một người rất là sành rượu whisky, cho nên những bộ sưu tập này là ảnh đi khắp thế giới để ảnh mang, để ảnh xách tay về. Vậy cái này là xách tay về luôn hả? Những chai mà có những chai này là những chai xách tay về. Đúng rồi, nói vậy là Perkins là chuyên về style whisky gì? Thì tụi em là có, thực sự là có đủ whisky rồi. Từ Mỹ, Scotland, Nhật Bản, có những chai thậm chí có đến từ Australia nữa. Thì có những chai nó sẽ có sự riêng biệt của nó đúng không? Mỗi chai có sự riêng biệt của nó. Này, Trường làm ở đây rồi thì Trường thích nhất là loại whisky nào? Thì em á, thì em thích uống whisky ở Nhật Bản. Nhật? Chính xác. Nhật, sao Nhật? Tại vì ở Nhật Bản là họ như là họ đã master được cái phương pháp làm rượu của mình rồi. Nó có thể gọi họ là Master of the Craft. Master of the Craft luôn. Ta đọc và có nghiên cứu thì Nhật Bản khá là nổi tiếng và nhất là kiểm tra nhiệt độ, thứ hai là thùng gỗ sầu trắng của Nhật. Cảm ơn vì đã mời Alex tới Forking ngày hôm nay. Alex cũng phúc lời, cảm ơn Kiều. Cheers. Cheers. Mà bây giờ miếng cam này là sao? Miếng cam là sẽ ăn miếng cam trước hay uống cái ly này trước? Cái miếng cam này đó, nó là một cái trang trí chung cái ly. Thì tại sao lại có miếng cam? Như là tại vì trong khoảng thời gian nghỉ dịch ở nhà vừa rồi á, thì cái miếng cam á, nó là một cái vật quan trọng với những người trong cái thời gian dịch. Tại vì người ta nói là hãy bổ sung vitamin C rất là nhiều vô. Bởi vì ngay lúc đó cam là một cái vật được săn đón rất là nhiều. Nhưng mà Alex cũng không biết là do cơ duyên hay là do gì, tại vì cái hôm mà Alex nhớ là Alex phải dọn đồ trên quán mình á, thì lúc đó là mới vô 10 ký cam, không còn cách nào hết. Bây giờ chẳng lẽ mình phải hủy hàng đúng không? Đúng rồi. Cái đó mà Alex phải đem 10 ký cam về nhà, trong khoảng thời gian kiểu 10 ký cam nó ăn từ từ thôi. Thì sau đó Alex mới kiểu như là ok vừa ăn cam, thì trong đó lại có thêm kiểu như là ở nhà có thêm mấy hỏi chocolate nữa, vừa ăn cam với ăn chocolate thì nó cũng rất là ngon. Thì đó giờ tại sao cho cái món này. Thì bên trong cái món này á, nó sẽ có là nguyên liệu chính của nó là Johnnie Walker. Thì nó vậy, tên là Scotch Whisky. Thì nguyên liệu tiếp theo của nó là nãy giờ Alex nói là loại ngũ mùi cam và ngũ mùi cacao, để làm cho cái hương vị nó đậm hơn và có thêm cái mùi fruity, citrus thêm. Và có thêm một chất tạo chua từ acid malic và một ít xíu cái hương bạc hà. Và ở trên của nó, tại sao Alex nói là Alex sẽ thấy cái gì giống như là New York sour hơn, là nó sẽ có cái lớp layer màu đỏ ở phía trên để cảm thêm cái hương vị aroma và miếng cam sợ ở phía trên, là để cho mọi người ăn để vui miệng. Ok, hợp lý. Thì đơn giản thôi, đừng nghĩ sâu xa quá, nó chỉ ăn để vui miệng thôi. Ok, anh Thọ, thử miếng cam này vô trong được không? Được anh. Thử nha anh. Rồi, cái chuyên này sao? Vị khác complex nhưng vẫn đánh được cái mùi của Black Label lên. Cái điều của Black Label lên. Có cái hậu khói nhẹ, anh cảm thấy vậy. Thì tại sao Alex lại nghĩ cái món này nó phù hợp với lại Perkins? Ok, tại sao? Thì Trường nói đúng không, là do cái Perkin của mình là như kiểu là nó là lượng nhỏ, kiểu một cái thùng rượu để ủ rượu. Thì trong khoảng thời gian mà Alex
lockdown ở nhà ở Alex cũng giống như là Perkins vậy đó, hiểu không? Giống như cái thùng ngủ, cái không gian nhỏ hơn. Rồi không gian nó cũng thật sự nó lúc đó Alex nó rất là nhỏ. Thì những thứ xung quanh Alex nó chỉ có gì, nó chỉ có những cái nguyên liệu như là cam hay nhỏ thôi. Alex giống như một cái thùng ủ gụ vậy đó, đúng không? Mình cũng ok, mỗi ngày mình uống cỡ chừng 1-2 shot thôi. Tại Alex đâu biết đâu, đọc một báo nghe tin đâu đó là uống whisky giết Covid. Hôm trước cũng nghe đó. Đúng không? Đúng không? Ai cũng nghe, mình kiểu mình chỉ vô thôi. Thì đó là cái lý do tại sao lại có cái món này. Rồi chiên cái nữa đi. Yes. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Em cảm thấy có sự hiện diện. Nãy giờ chơi vui không? Anh. Vui anh. Vui anh. Alex làm ở đây, vậy nãy giờ là ai làm bên chỗ Alex ta? Em. Vâng. Phúc. Còn là em trở chỗ làm bên chỗ của In The Mood. Ok, yeah. Ok. Vậy nãy giờ tụi em làm món gì? Em mới mới làm với chắc Johnny Walker à? Đúng rồi, tụi em mới làm với em thì em mới làm với Johnny Walker. Vậy thì em đang xài cái nguyên liệu gì ta? Thì nếu mà tính, nếu mà anh hỏi em về một cái loại trái cây hay là một cái loại thảo mộc hay là bất cứ cái nguyên liệu gì mà em nghĩ là nó phù hợp nhất với lại Johnny Walker Black Label. Theo em thì có thể là cam thôi. Cam. Tại vì ở nhà vậy, như hồi nãy em mới giải thích cho mấy bạn cái thời gian mà lockdown của em thì em toàn uống Johnny Walker, em cắn cam hai trong một luôn, vừa giết Covid vừa tăng cường vitamin C. Cam như vậy có một cái loại cam nó đặc biệt nào không, hay có cái giống cam đặc biệt nào không, hay là cam nói chung tất cả các dòng cam? Theo em nghĩ nha, ví dụ như là nếu mà nói chung tất cả dòng cam này là cam vàng, nhưng mà nếu mà để nói đặc biệt thì em nghĩ chỉ là cam sành của Việt Nam thôi. À, cam sành kiểu dắt nước xong rồi uống với rượu. Còn Phúc nãy bên Madam Q thì Phúc làm món với lại rượu nào là gì? Tăng Kiraten, em làm với Tăng Kiraten. Tăng Kiraten. Ờ, vậy cái... thì thảo mộc hay là trái cây nào mà em thấy nó match best fit với lại cái Tăng Kiraten? Qua đó thì em đã sử dụng một loại vermouth tự làm. Nói chung là nó sẽ có là thì là. Thì là. Thì là tươi với lại ổi. Thì là tươi và ổi là vừa cái thảo mộc tươi với vừa với lại trái cây luôn. Đúng rồi, trái cây tươi. Đọc trong suốt đấy, qua với ổi. Thì còn Trường thì sao? Dạ, thì em là một ly cocktail sử dụng Johnny Walker Black Label. Với anh nghĩ là cái thảo mộc nào thì nó hợp lý nhất với lại Johnny Walker Black Label? Thì khi đó là em sử dụng một cái choreo em làm từ táo và tiểu hồi kèm với lại một ít cardamom. Ồ, táo và tiểu hồi, như vậy là em cũng thích táo. Anh có nhớ một bạn cũng rất là thích táo để kết hợp với lại đó là bạn Trung ở bên Dot Bar, mà cũng rất là thích xài táo với lại Johnny Walker. Yes. Ok. Em có tận hưởng, có enjoy cái thử thách này không? Có thấy nó thú vị, nó vui không? À, vậy đúng. Thì nếu như có cái cơ hội để làm tiếp, để chơi tiếp như thế này thì mọi người sẽ có nghĩ trong đầu một cái quán bar nào mà mình muốn trải nghiệm không? Alex muốn trải nghiệm một quán nào tiếp theo? Em suy nghĩ rồi. Trong thời gian em suy nghĩ thì em hỏi Phúc nghe. Phúc em thích tiếp theo mình sẽ làm ở quán nào? Mình sẽ trải nghiệm đứng sau quầy của quán nào? Em trả lời sau Trường nha. Em trả lời sau Trường, ok vậy Trường sẽ phải trả lời đầu tiên rồi. Trường quay, trả lời Alex, sau Alex suy nghĩ xong chưa? Nó chưa suy nghĩ sao? Ê bro. Dạ Trường sẽ trả lời sau Alex đúng không? Hay là Trường muốn trả lời trước? Ok giờ trả lời, em sẽ muốn tới Stern. Còn Phúc suy nghĩ ra chưa? Chắc mình được thì em thích làm hybrid. Hybrid, ok hybrid ở Nha Trang đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình 9pm thuộc khuôn khổ của Flavor Việt Nam. Và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của chương trình. Và tôi là Leo, host của chương trình, đại sứ thương hiệu đến từ Diageo Việt Nam. Xin tạm biệt và chào hẹn gặp lại các bạn vào những tập sau nha. Mình chắc mình chia với nhau và tạm biệt khán giả ha. Ok, yeah, let's go. Cheers. Okay. Cheers. Một tay ba nuôi mình lớn lên ở đất Sài Gòn này. Dù vất vả cách mấy, ba vẫn luôn tìm ra cách để tạo ra niềm vui từ những điều nhỏ nhặt thường ngày. Mình nhớ nhất là những lần hái rau ngò ôm rồi nấu canh chua cá lóc. Đó là sợi dây kết nối giữa ba con mình. Cũng được vài năm rồi mình chưa có dịp về thăm nhà, nên lần trở về này sẽ thật đặc biệt. Con gái.